问我知唔知我自己喺度做乜？我净系知道如果我想做就做得。今时今日仲有边个讲道德？就算第一次唔成功 ，so what？ 为什么自卑咁难啊？后悔 ？Yeah yeah， 就算再多挫折，我都不认失败。拜托，十三岁小孩太多，很想看我帅。把我口口声声的说，到头来结果还是一场空。谁说我不能自己来？掌控用双手紧握，掌握好的机会不多，这是我的秀，又干嘛不做？为什么自卑？干嘛要后悔？ Yeah, yeah, 就算再多挫折，我都不认失败。我不会流泪，没时间后悔。Yeah, yeah, 你想再多歇气，我也得站起来。同你讲得晒气，我真系冇觉得闲。等我好休息，到时你冇得闲，无谓谂得太多嘥时间。就算有困难，都向前行，继续向前行，向前行，继续向前行。就算有困难，都向前行。Thấy chị nhận đau khổ như vậy thì là đau lòng. Em hứa với chị sẽ tìm ra chân tướng cái chết của thằng Cường giúp chị. Hy vọng tới lúc đó tâm trạng của chị sẽ đỡ hơn. Vậy em dự định sẽ làm gì? Em cảm thấy khẩu cung của Nương Bọc và anh Huy rất là đáng nghi. Lúc đó trên tay của thằng Cường không có vũ khí, nhưng mà Nương Bọc cứ vẫn nổ súng. Phía sau không biết có phải có bí mật gì không thể công khai. Theo những gì anh biết, Nương Bọc làm cảnh sát bấy lâu nay, đây là lần đầu tiên mà anh nổ súng. Nhất định anh bị đả kích rất mạnh. Có thể là trong nhất thời anh đã không thể kiềm chế được nên mới xảy ra chuyện này. Anh nói như vậy là muốn giúp cho anh em của anh, hay là bảo vệ cho thân chủ của anh? Anh và em đều có chung lập trường, đó là tìm ra chân tướng sự thật. Nói thật lòng, anh cũng cảm thấy khẩu cung của Nương Bọc rất đáng nghi ngờ. Là một luật sư đại diện cho ảnh, anh muốn đích thân đi tìm hiểu chuyện này rồi mới quyết định bước kế tiếp phải làm gì. Ok, em cũng muốn tìm hiểu rõ chuyện này một chút. Hy vọng tới lúc đó chúng ta đều có được một đáp án vừa lòng. Hôm đó ở sở cảnh sát anh cho khẩu cung, anh nói là Cường Điên muốn giật cây súng của anh Huy. Anh vừa muốn ngăn cản nó cho nên mới nổ súng. Nhưng mà căn cứ theo khẩu cung của Tả Trị, vị trí lúc đó mà anh Cường đang đứng là khác hẳn với những gì mà anh đã nói. Giả lại trên tay nó không có vũ khí, anh nổ súng là một điều vô lý. Nương Bọc, có phải anh còn điều gì đó chưa nói với tôi? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tôi là luật sư đại diện cho anh. Nếu anh không nói cho tôi biết sự thật, làm sao mà tôi giúp anh được? Hôm đó tôi vừa mới nổ súng, tâm trạng rất rối. Tôi cũng không biết giải thích lý do nổ súng của tôi như thế nào nữa. Vì vậy trước khi cho khẩu cung, tôi đã thông đồng cho lời khai với anh Huy. Vậy tức là khẩu cung giả? Tôi biết. Hai hôm nay bình tĩnh lại, tôi biết mình đã làm sai rồi. Vậy bây giờ anh kể hết sự thật ra đi. Hôm đó tôi đuổi tới dốc núi, tôi nhìn thấy anh Huy và tên Cường lăn ra đất, và hai người đang đánh nhau. Ý của anh muốn nói Cường Điên muốn dùng cành cây để giết anh Huy? Đúng như vậy đó. Dùng cành cây giết người thì là quan đường. Còn quan đường hơn là chuyện anh nói nó có giật súng nữa. Anh tưởng là ông quan tòa sẽ tin lời anh nói hay sao hả? Thì đó, tôi biết là nói ra đâu có ai tin, nên tôi mới thông đồng với anh Huy. Lần này tôi nói ra sự thật, không lẽ ngay cả hai người cũng không tin tôi? Ngay cả anh cũng không tin tôi sao? Nhưng mà cả câu chuyện này đúng là có tính chất khoa trương. Cũng là anh bắt tôi nói ra sự thật, bây giờ nói xong rồi hai người lại không tin. Vậy hai người muốn tôi làm sao? Bởi vì những lời anh nói thì không có hợp lý chút nào hết.
Tôi hy vọng phía cảnh sát có thể giúp cho anh tìm lại cái cành cây có thể giết người kia. Em thấy mệt, em đi trước. Nương Bộc, tôi cũng rất muốn tin anh, nhưng cũng phải có đầy đủ lý do mới được. Trừ phi là cường điên có siêu năng lực, hoặc là có cái gì đó có thể khiến cho nó có một năng lực thật đặc biệt, thì mới có thể dùng cành cây để giết người. Tôi cũng không biết phải diễn tả như thế nào. Nói chung cường điên đúng là có năng lực này. Anh Quy muốn bắt cường điên. Cường điên vì muốn tẩu thoát cho nên đã phản kháng. Vậy thì tại sao cường điên lại phải giết anh Quy? Anh đừng có hỏi tôi. Vấn đề này tôi không trả lời anh được. Tóm lại anh phải tin tôi. Chỉ cần cảnh sát tìm ra được cành cây đó, đem đi xét nghiệm thì sẽ chứng minh lời tôi nói là thật. Lo, anh là người anh em tôi tôn kính nhất. Tôi có nói dối với ai cũng không có nói dối với anh đâu. Anh nhất định phải tin tôi. Hey, mami, bên kia. Đi nhanh lên. Anh Nhàn à, đúng là cậu đang ở đây. Chúng tôi tìm cậu muốn chết luôn. Chính Quỳnh, Dư Tư Khổ, sao hai người tới đây vậy? Chúng tôi tới nhà thăm chị, ai ngờ tới nhà chị cửa đã khóa rồi. Bác ở bên cạnh nhà nói là chị đã mấy ngày không có về. Chúng tôi rất lo cho chị cho nên đi tìm chị khắp nơi. May là Tư Khổ nhanh trí, đoán được cô sẽ về hiện trường mà cúng bái, chúng tôi mới tìm ra nơi này. Tân Cường thê thảm quá. Tôi muốn dừng lại cái xác của nó, lo chuyện hậu sự giúp nó, nhưng mà cảnh sát nói phải đợi tới khi quan tòa hồi báo là có cần giải phẫu hay không, cho nên tạm thời không cho tôi lấy lại cái xác. Thằng Cường bị chết oan như vậy đã là thê thảm lắm rồi. Hey, cô nhà à, cậu Cường cả đời đều khổ như vậy, cô hãy suy nghĩ thoáng một chút, đừng có tự làm khổ mình. Chị Nhàn, chị đừng lo quá. Em sẽ phản ánh với ông quan tòa giúp cho chị, kêu họ làm việc cho thật nhanh, để chị có thể sớm ngày lấy lại thi thể của thằng Cường, cho nó được nhập thổ di an. Cô Nhàn, đừng có ngủ lại ngoài trời ở đây nữa, lỡ bị cảm lạnh thì phải làm sao? Tôi về nhà thì làm được cái gì? Thằng Cường cũng đâu còn ở đó nữa. Cũng là còn có mình tôi cô đơn một mình thôi. Từ Khổ à, dù khó khăn tới đâu, con cũng phải lấy lại công bằng cho cô Nhàn và cậu Cường mới được. Con cũng có một đứa em trai, lỡ như thằng Nguyên cũng bị người ta bắn chết oan uổng giống như vậy thì má với con cũng đau lòng lắm. Bất luận thế nào con cũng phải giúp cô Nhàn hả? Dạ con biết rồi. Má ơi, con biết. Sếp Dương đi dẫn theo cả nhóm người tìm khắp cái đồi đó. Mấy người họ tìm cả đống cành cây, chỉ là chưa tìm được cành cây có độ cứng, có thể giết người như là Nương Bộc nói. Rất hiển nhiên, những lời của Nương Bộc nói hoàn toàn không có căn cứ. Anh vốn nói dối liên tục như vậy, anh không giá quả được cho nên mới thông đồng với anh Quy, nói là Cường Điên muốn giật súng của anh Quy. Ngờ đâu đã bị tả trị phát hiện được, chuyện này đã bị bại lộ. Thì anh bịa ra một chuyện khác hoang đường hơn nữa, nói là Cường Điên dùng cành cây để giết người. Em cũng cảm thấy dùng cành cây để giết người là chuyện hoang đường, có đúng không? Nương Bộc cũng cảm thấy là không có ai tin, cho nên họ mới thông đồng với nhau. Nhưng cuối cùng, sau khi anh nghe anh kể cái chuyện hoang đường này, trái lại anh cảm thấy những điều anh nói là thật. Những người có chút lý trí và tính logic cũng sẽ không có tin chuyện này. Chỉ có người anh em và luật sư đại diện như anh mới ủng hộ cho anh một cách mù quáng như vậy thôi. Chúng ta không phải là người trong cuộc, chúng ta khó mà tưởng tượng được Cường Điên dùng cành cây làm hung khí để giết người. Tuy rằng anh quen Nương Bộc không lâu, nhưng mà anh tin con người của ảnh. Ảnh không lạm dụng quyền uy, không tùy tiện nổ súng đâu. Em cũng quen Nương Bộc, em cũng không hy vọng ảnh là một người nổ súng tùy tiện. Hay là chúng ta đặt giả thiết như vậy đi nha, không phải là Nương Bộc muốn nổ súng, mà là anh Quy kêu ảnh làm như vậy. Anh cũng biết tính cách của anh Quy xưa này rất nóng, là nhận định rằng thằng Cường chính là hung thủ giết chết tên nghiện kia. Ảnh nhiều muốn bắt thằng Cường, cho nên mới kêu Nương Bộc nổ súng. Nhưng mà thằng Cường đã phản kháng, Nương Bộc bất cẩn bắn đòn chí mạng vào thằng Cường. Nếu đúng là như vậy,
Với tính cách của Nương Bộc nhất định sẽ không chỉ chứng ảnh. Anh không biết, nhưng anh cũng không loại trừ bất cứ khả năng nào. Hiện bây giờ chỉ có Nương Bộc và anh Huy, hai người này biết rõ được chân tướng. Vậy chỉ còn cách đưa chuyện này ra tòa thôi. Không lẽ em thật sự muốn đưa chuyện này ra tòa? Chỉ khi nghe nguyên nhân cái chết mới có thể đưa Nương Bộc và anh Huy đứng ra trước tòa và ép họ nói ra sự thật. Ây, em phải bình tĩnh lại. Biện pháp thì có rất là nhiều, không nhất thiết phải đưa ra tòa. Bởi vì khi ra tòa sẽ bị người ta chất vấn và Nương Bộc sẽ rất khó chịu. Em cũng nên nghĩ tới cảm giác của ảnh. Vậy thì anh nghĩ cho cảm nhận của chị Nhàn đây. Bây giờ người thân duy nhất của chị cũng đã ra đi, lại còn ra đi không rõ nguyên nhân nữa. Anh tưởng là chị sống thoải mái lắm sao? Anh rất là thương tâm cho chị Nhàn. Anh cũng rất muốn biết chân tướng chuyện này, nhưng còn có rất nhiều cách mình chưa thử, sao biết là không được. Luật sư La Lực Á, bây giờ em chính thức tuyên bố với anh, em sẽ đại diện cho chị Nhàn cùng với lối xóm ở trung tâm này viết thơ gửi cho quan tòa, cương quyết yêu cầu mở phiên tòa xét xử. Xin anh kêu thân chủ của anh lo chuẩn bị đi. Sao anh nói hoài mà em không nghe vậy? Cần gì làm cho cảnh sát và người dân đối lập nhau? Vậy anh cũng phải hỏi thử Nương Bộc, sao anh lại không chịu nói ra chân tướng sự thật? Nếu anh phản đối ra tòa, vậy tức là lập trường của chúng ta khác nhau. Sau khi mở phiên tòa rồi, chúng ta sẽ có xung đột lợi ích. Trong khoảng thời gian này, em nghĩ chúng ta không nên gặp nhau. Yêu cầu nhanh chóng mở phiên tòa, tìm ra chân tướng cái chết giúp cho Cường Điên, lấy lại công bằng cho gia đình của nạn nhân. Nếu mọi người ủng hộ chúng tôi làm vậy, cảm phiền ký tên vào đây, chúng tôi sẽ gửi lên tòa phản ánh yêu cầu của chúng ta. Đúng rồi, ký tên. Lo tới đúng lúc. Chú muốn hỏi còn sao phản đối mở phiên tòa chứ? Cho dù Cường Điên mắc bệnh tâm thần, nhưng không phải vậy mà bắn chết người ta. Chuyện lần này sếp Nương Bộc đã sai rồi, tại sao anh còn giúp anh ta làm gì? Đúng đó. Được á, còn bao che cho anh em của mình. Chú xem thường con. Phải. Tóm lại rất là khó nói. Cái gì vậy? Đưa ra tòa. Tôi không tiện bán đồ cho anh. Có thiệt không? Chỉ ăn thôi mà. Hồi đó anh vì dân phục vụ, mỗi khi tới 3 giờ tôi để phần trà sữa và bánh trứng cho anh. Nhưng mà lần này anh không đứng chung phe với chúng tôi. Nếu tôi bán đồ cho anh, quán ăn của tôi bị người ta dẹp mất đó. Tôi ký nữa. Được, cái gì từ từ nha. Từ từ. Chỗ nào ký cho? Không sao. Chỗ này hả? Tôi đi chỗ khác ăn nữa. Nè, ký đâu? Ký đâu đây? Ký đâu vậy? Ký đâu? Chen lớn mà. Từng người một. Nè, mau đi, ký tên đi. Ký để tôi ký trước. Bật ký đi. Từng người một thôi. Ký tên nè. Ký tên đi. Bà cũng ký tên luôn đi. Làm ơn cho tôi ký tên. Ký đi. Giết người. Tới tôi. Để tôi ký. Không có được tha cho kẻ xấu. Chị, wow, em về đúng lúc. Đi chơi với anh nha, trò gì cũng được. Anh nghĩ hay là mình chơi điện tử? Bây giờ em là nhân chứng quan trọng của vụ án Cường Điên. Anh là luật sư đại diện cho Nương Bộc. Nghe lời anh mà. Chơi với nhau sẽ bị người ta nghi ngờ lung tung. Mình nên duy trì khoảng cách là tốt hơn. Ê, Lonely, coi đời này chỉ còn lonely, trong bình tĩnh lạnh giá hồn ta, không thể tìm người bạn gái trước kia để tâm tình. I'm so long 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 lonely. Eo ơi, Lynette, anh qua đi, cô ta đã mua gì cho anh nè? Mua gì cũng được, đời người trớ trêu. Bây giờ chỉ còn cô quan tâm tới tôi thôi. Anh qua đây ngồi đi. Nè. Wow, là cái món tôi thích nhất. Đúng là giúp người khi gặp nạn. Từ từ mà hưởng thụ món trà chiều của anh đi.
thì lại khó hiểu. Cô là con gái, Tư Khổ cũng là con gái, sao khác nhau nhiều vậy? Có gì khác chứ. Mỗi lần cô nhận được vụ kiện cứ giống như là giặt áo xong rồi quên bỏ xà bông vậy, cứ cứng ngắc à. Mặt mũi thì đầy sát khí giống như sắp ra chiến trường. Không phải là không tốt, nếu là đồng sự với nhau thì tuyệt vời, nhưng nếu là một người bạn gái thì thiếu một chút dịu dàng. Thế nào, hai người lại có tranh chấp trong công việc à? Tôi biện hộ cho Nương Bọc, không phải là tôi không biết phân phải trái, và tuyệt đối không phải vì Nương Bọc là anh em của tôi, mà là tôi dựa vào tính cách của Nương Bọc. Anh không phải là một người tùy tiện nổ súng giết người. Tôi cảm thấy anh đang che giấu cái gì đó, nhưng tôi lại không thể đoán được là chuyện gì. Còn Tư Khổ thì không cho tôi một chút thời gian để điều tra. Tại sao cổ cứ nhất định đòi đưa chuyện này ra tòa chứ? Giết người mà, mạng người rất là quan trọng, sao cổ lại không chịu tin tôi? Tôi hiểu. Cô hiểu. Giống như lúc trước, tôi tin anh không cần có lý do gì hết. Tôi tin anh không phải là một người vô tình vô nghĩa. Anh đột nhiên mất tích 10 năm, chắc chắn là có lý do riêng. Cũng gần giống như vậy. Nhưng không phải ai cũng có thể làm giống như cô. Niềm tin không cần phải có chứng cứ. Có chứng cứ rồi thì không cần chọn tin hay không tin nữa, vì nó đã là sự thật. Hình như cũng có triết lý lắm. Thật ra tôi muốn cho anh biết, cho dù những người bên cạnh không tin tưởng anh, không hiểu anh tới đâu, anh cũng đừng có nản lòng. Tại vì luôn có tôi bên cạnh ủng hộ anh. Có được một hồng nhan tri kỷ như cô, chết cũng không tiếc. Còn có một điều tôi tin anh, anh vẫn còn tình cảm với tôi. Never mind, I'll find someone like you. Sao người ta hôn anh lại không tránh? Nghe anh nói anh tội tình cảm với cổ phải không? Cảnh sát Lương Bao Thân, tôi đại diện cho người nhà của nạn nhân của Hà Vĩnh Nhàn, muốn hỏi anh vài vấn đề. Căn cứ theo quy trình của cảnh sát, tất cả những người cảnh sát có thể đem súng về nhà sau khi tan ca, họ nhất định phải đem súng khóa kỹ ở nơi an toàn nhất và vững chắc nhất, có phải không? Phải. Nhưng anh không có tuân thủ. Vào khoảng một năm trước, tận mắt tôi đã thấy anh ở nhà bạn đã tùy tiện nhấc khẩu súng ở dưới gối nằm. Wow, kỳ vậy. Khi đó tôi vẫn chưa có chỗ ở nên ở nhờ nhà người bạn. Tôi thấy không có chỗ nào an toàn để cất súng nên tôi mới tạm thời để vậy. Sau đó tôi muốn được nhà rồi đã làm theo đúng quy định, cất súng ở nơi an toàn và không để súng bừa bãi nữa. Chỗ này là hồ sơ của sở cảnh sát, trong đó có ghi rõ là từng có một lần anh bị đồng sự của anh ngộ nhận anh cất giấu vũ khí, còn bị bắt về sở cảnh sát nữa. Xin anh hãy nói cho mọi người biết tình hình lúc đó như thế nào. Phản đối. Câu hỏi của luật sư Dương không liên quan tới vụ án này. Những câu hỏi của tôi là để chứng minh cảnh sát Lương Bao Thân là một cảnh sát không làm đúng quy luật, không chịu trách nhiệm một người cẩu thả lỗ mãn. Phản đối vô hiệu. Cảnh sát Lương, anh trả lời câu hỏi lúc nãy. Lần đó tôi quên đem theo thẻ cảnh sát, đồng sự đó nhìn thấy tôi mang theo súng tưởng là tôi cất giấu vũ khí, chỉ là hiểu lầm nhỏ mà thôi. Vậy cái này chắc không phải hiểu lầm chứ? Phần này là kỷ lục của khoa khiếu nại bên sở cảnh sát. Trước khi nạn nhân Hà Vĩnh Cường chết, đã từng khiếu nại anh sử dụng bạo lực với ảnh. Anh đánh ảnh tới nỗi bầm tím ở bụng và còn ói mửa. Rất hiển nhiên anh và nạn nhân có thù riêng từ trước, cho nên trong lòng của anh nảy sinh thù hận. Phản đối. Xưa nay làm việc không theo quy tắc. Lúc anh nhìn thấy nạn nhân và bạn của anh đánh nhau, cho dù nạn nhân không có vũ khí, anh cũng vô duyên mà giết chết ảnh, có đúng hay không? Phản đối. Thưa quan tòa, tôi đã hỏi xong. Luật sư LA, anh có điều gì cần hỏi không? Thưa quan tòa, tôi có.
Căn cứ theo khẩu cung lần thứ hai, anh nói lúc anh phát hiện ra bạn của anh là anh Huy đang đuổi bắt nạn nhân, anh đã rượt theo họ và đã rượt tới dốc núi, tức là hiện trường vụ án, có đúng không? Đúng vậy. Khi tới hiện trường, anh đã nhìn thấy gì? Tôi thấy nạn nhân đẩy anh Huy lên dốc núi, trên tay nạn nhân cầm một cành cây, anh muốn đâm vào anh Huy. Tôi lập tức rút súng ra và bắn chỉ thiên cảnh cáo, kêu anh ta lập tức dừng tay, nếu không tôi sẽ nổ súng. Rồi nạn nhân có dừng tay lại không? Không, anh như là một người điên, anh cầm lấy cành cây định đâm vào cổ anh Huy. Lần thứ nhất anh Huy né tránh được, nhưng sức lực của anh Cường rất ghê gớm, thì anh mới đâm xuống mặt đất dốc núi. Cành cây đó đã đâm sâu gần 6 inch rồi. Nạn nhân đã cầm một cành cây có thể đâm xuống đất của triền núi sâu và còn đâm được 6 inch nữa. Đúng vậy, sức lực của anh ta rất là lợi hại, cứ như là nổi điên lên vậy. Anh rút cành cây đó ra, ngay cả đá và cát cũng lăn xuống luôn. Nếu như anh Huy bị nó đâm trúng, chắc chắn là sẽ chết. Ý của anh muốn nói, lúc đó mạng sống của anh Huy đối diện với sự nguy hiểm rất lớn, có đúng không? Phải. Anh nói nhát đâm đầu thì anh Huy tránh được, tức là còn có lần thứ hai. Lần đầu anh Huy né tránh được, tiếp đó nạn nhân cầm lấy cành cây đâm lần thứ hai vào ngực của anh Huy. Trực giác của tôi cảm thấy anh Huy sẽ bị đâm chết, nên tôi đã nổ súng ngăn cản ảnh. Tại sao lúc đó anh không thử dùng cách khác? Khi đó tôi với nạn nhân có một khoảng cách rất xa, tôi không kịp để tới gần. Nhưng hoàn cảnh lại rất nguy hiểm, tôi đành phải nổ súng. Nhưng anh đã bắn trúng điểm yếu của nạn nhân. Tôi thực sự là không muốn giết ảnh. Tôi chỉ muốn bắn vào tay đang cầm cành cây mà thôi. Nhưng lúc đó ảnh luôn cử động, tôi không nghĩ rằng sẽ bắn trúng điểm yếu của ảnh mà gây ra sự việc như hôm nay. Cảm ơn. Thưa quan tòa, tôi đã hỏi xong. Anh nói là nạn nhân dùng cành cây tập kích anh Huy. Anh cảm thấy tính mạng của anh Huy đang bị uy hiếp, cho nên anh đã nổ súng. Sau khi xảy ra việc, sở cảnh sát đã tìm kiếm mọi nơi ở chỗ đó, bao gồm cả trên dốc và dưới dốc núi nữa. Phải, quả thật đã tìm được rất nhiều cành cây, nhưng mà không có cành cây nào có đủ độ cứng đâm xuống đất mặt núi hết, hoặc là đâm vào cơ thể người khiến người đó có thể tử vong. Khoa giám chứng đã kiểm tra dốc núi đó rất là kỹ, phát hiện ra vị trí mà nói đúng là có rất nhiều đất đá đổ xuống, nhưng đó không đủ để chứng minh là do cành cây đã đâm vào rồi rút ra mà tạo thành. Cũng có nghĩa là chuyện dùng cành cây giết người của anh vốn không có chứng cứ nào có thể chứng minh được. Câu chuyện quan đường như vậy, suy nghĩ theo logic bình thường của một con người thì đó hoàn toàn không hợp lý. Không phải như vậy đâu, không phải như vậy. Những điều tôi nói đều là sự thật, là sự thật, tôi không có bịa đặt đâu. Chứ dù nạn nhân có dùng cành cây để đâm vào anh Huy, cùng lắm thì anh Huy chỉ bị đâm tổn thương hoặc là đâm bầm tím thôi. Nhưng anh lại lựa chọn cách bạo lực tối cao nhất, nổ súng. Một cành cây với một khẩu súng, suy nghĩ theo logic của một người bình thường cũng biết được. So với điểm mạnh yếu giữa hai loại vũ khí này mà nói, rất hiển nhiên anh đã nổ súng trong tình trạng không nên nổ súng, cũng tức là nổ súng phi pháp. Không phải đâu, mọi người tin tôi đi, sức lực của Cường điên mạnh lắm, anh có thể dùng cành cây để đâm chết anh Huy thật đó. Nhờ thật chứ, đó. Xin hãy kiềm chế tâm trạng. Tin tôi mình. Đi. Luật sư Dương, dựa vào cảm tính của người thường để lý giải cái vụ này, nhưng tôi muốn nhắc nhở với mọi người, với trạng thái tinh thần của Hà Vĩnh Cường ngay trong thời gian đó, không thể dùng logic của người thường để mà phán đoán. Các vị, đây là hồ sơ bệnh lý trong khoa tâm thần của Bệnh viện Chính phủ đã xác nhận, chứng minh nạn nhân vào mấy năm trước, nạn nhân đã từng bị chứng bệnh uất ức. Trong ngày xảy ra vụ án, nạn nhân đã bị nghi ngờ có liên quan tới cái chết của một người bị nghiện, rồi bị Diệp Huy truy bắt cho nên bỏ chạy. Cho dù là một người bình thường, nhưng bị cảnh sát nghi ngờ là có liên quan tới vụ giết người, cảm giác sẽ rất sợ hãi. Huống chi nạn nhân là người có vấn đề gì tâm thần. Tôi tin là nạn nhân ngay lúc đó đang ở trong tâm trạng rất là hoảng sợ, căng thẳng, sợ hãi, tâm lý bị kích động rất mạnh. Cho nên, lúc nạn nhân và Diệp Huy ẩu đả, với trạng thái đó của ảnh đã làm cho ảnh phát sinh ra một sức mạnh phi thường để giết người, cho dù đó chỉ là một cành cây. Nhưng mà với sức mạnh phi thường này, ảnh có thể dùng cành cây đâm sâu xuống mặt đất. Và đương nhiên, ảnh cũng có đủ sức mạnh để đâm vào cơ thể con người. Có thể nói, cành cây mà ảnh cầm trên tay lúc đó, nó không còn là một cành lá bình thường, mà nó là
một loại vũ khí có thể giết người. Wow, đúng rồi. Vậy hả? Xin các vị hãy suy nghĩ lại. Thân chủ của tôi, lúc đó anh chứng kiến đồng sự của mình đang đối diện với sự nguy hiểm. Khoảng cách lại xa, anh không thể dùng bất cứ cái gì để chế ngự được nạn nhân. Và cũng vì muốn cứu người đồng sự, điều duy nhất mà anh có thể làm được đó là nổ súng. Cho nên việc anh nổ súng là hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Luật sư La, tôi rất kinh ngạc anh thân là một luật sư. Anh lại dám quên đi là trước pháp luật ai nấy đều có sự bình đẳng à? Anh lợi dụng việc nạn nhân mắc bệnh tâm thần để mà công kích nạn nhân, ý đồ thoát tội cho thân chủ của mình. Anh làm cái cách này thì là bỉ ổi. Anh nói như vậy có khác nào kỳ thị một người mắc bệnh tâm thần chứ? Có phải anh với thân chủ của anh cũng cảm thấy chỉ vì nạn nhân bị mắc bệnh tâm thần thì mọi chuyện họ làm cũng sẽ gây nguy hiểm, cho dù có nổ súng bắn chết họ thì cũng coi như là hợp pháp? Có phải là vì nạn nhân mắc bệnh tâm thần cho nên các người cảm thấy anh chết không có tiếc? Anh nói như vậy giống như là một người bất trung ở trong chuyện tình cảm, nói mọi chuyện đều không liên quan tới mình, hoang đường tới như vậy. Anh không sao đó chứ? Còn chịu đựng được. Vậy tôi về làm việc trước nha. Vất vả cho cô. Tạm biệt. La Lực Á, đứng lại! Tên khốn này! Khi còn sống thằng Cường đã bị kỳ thị nhiều rồi, nó luôn cố gắng để làm người bình thường. Bây giờ thì nó chết rồi, sao anh còn kỳ thị nó, không tha cho nó chứ? Anh tưởng anh tên là Lô Bá thì anh có thể ngang ngược tới vậy sao? Tại sao, tại sao không giúp tôi? Chị Nhan, anh có biết em trai tôi chết oan uổng không? Đừng có kích động. Tôi đưa chị về. Tôi về trước nha. Bye bye. Luật sư La có gì chỉ giáo đây? Anh hy vọng những gì hồi nãy nói trên tòa chỉ là kỹ xảo pháp luật, chứ không phải xuất phát từ trong lòng em. Bây giờ người chơi kỹ xảo pháp luật là anh. Những lời hồi nãy em nói trên tòa án toàn bộ là những lời của nạn nhân, câu nào cũng xuất phát từ đáy lòng. Nhưng anh lại dùng chuyện của thằng Cường mất bệnh tâm thần để mà công kích nạn nhân, biện hộ cho nương bọc. Em nghĩ về anh như vậy thì sao? Em cũng đâu muốn nghĩ như vậy, nhưng đích thực là anh đã làm. Lấy bệnh tâm thần để là sách lược biện hộ có lẽ là một cách hay, nhưng nếu đối với một nạn nhân đã chết oan thì đó là một điều sỉ nhục. Chị Nhàn không phải là một luật sư, chị không thể hiểu anh, chị có thể tức giận vì bạc tay anh, anh cũng không trách chị. Rồi bây giờ hàng xóm cô lập anh cũng có thể hiểu được. Nhưng em là bạn gái của anh tin tưởng em hiểu được anh. Anh đề cập căn bệnh của nạn nhân để chị chứng ảnh có thể dùng cây để giết người. Sao em lại nghĩ anh như vậy? Điều này còn đau hơn là cái tát tay của chị Nhàn hồi nãy nữa. Anh tưởng em không đau lòng sao? Anh đã quên mục đích của trung tâm pháp luật dân gian rồi. Anh chỉ muốn giúp cho anh em của mình làm việc cảm tính không còn nguyên tắc, quay ngược mũi giáo lại ăn hiếp những người yếu thế hơn. Em càng thất vọng càng đau lòng hơn anh gấp bội phần. Thì ra lâu nay em vẫn chưa hiểu anh, và cũng không tin anh. Anh thực sự rất thất vọng vì em. Anh nói vậy tức là công tư bất phân. Anh muốn trộn lẫn nhau mà nói sao? Được, em sẽ nói cho anh biết. Em cũng từng nghĩ rằng bản thân của em rất hiểu anh, có thể tuyệt đối tín nhiệm vào anh. Nhưng anh lại có chuyện giấu em, không xác định được tình cảm. Nếu anh vẫn chưa làm rõ với anh và Lynette có còn tình cảm hay không, vậy thì chúng ta chia tay.
Tối nay cô đẹp quá. Có thể đi được chưa? Thịt heo trong mì này là chuyển từ bên Ý về đây đó. Nó còn có thêm nấm trôi phê vào, cho nên mùi vị rất nồng. Không biết có hợp khẩu vị với cô không? Chất lượng không tệ, rất ngon. Thực ra tôi với Lenet rất thích ăn món Ý, hợp khẩu vị. Hèn chi anh luôn hỏi ba tôi thích ăn món gì. Thực ra tôi muốn gì cũng không sao, điều chủ yếu có thể khiến cho con gái của tôi được vui. Chú à, thật ra hôm nay con đặc biệt mời chú ra đây dùng cơm là muốn hỏi xem ý kiến của chú. Ý kiến gì? Ý kiến về mặt luật pháp? Có phải là đã gặp chuyện gì trong vấn đề làm ăn hay không? Dạ không, không phải. Thật ra là con rất thích Lynette, rất muốn phát triển tình cảm với cô ta. Bởi vậy cho nên hôm nay muốn hỏi xem ý kiến của chú như thế nào. Nếu như không chịu nói, con tưởng là hai đứa đã bắt đầu rồi. Dạ không, vẫn chưa bắt đầu. Chúng con hẹn hò cùng lắm là ăn bữa cơm, chưa có được sự đồng ý của chú. Ngay cả tay của cô ấy con vẫn chưa dám nắm qua. Bây giờ ở Hồng Kông rất hiếm gặp được người đàn ông thật thà như vậy. Chú à, chú đừng cười những người Đài Loan như con là cậu lũ sĩ. Ba của con nói như vậy chính là sự tôn trọng lẫn nhau. Tốt, chú rất nể ba con có nền giáo dục tốt. Thấy được con kính trọng bậc trưởng bối, có thể biết con đối với Lanet nhất định sẽ rất tỉ mỉ, rất chu đáo. Nói thật lòng, chú với ba con đã quen lâu như vậy, đừng nói là để hai đứa hẹn hò. Cho dù cái chú gả con gái cho con, chú cũng rất yên tâm. Nhưng chú khác với ba của con, từ nhỏ Lenet đã được cưng chiều quen rồi. Cái chú thích không đồng nghĩa là nó sẽ thích, cho dù chú ép nó cũng không ép được. Cho nên điều quan trọng nhất, con gái cưng của chú, nó thích là được, đúng không? Chắc mình ảnh qua thì là một người hết chỗ chê, là một đối tượng lý tưởng trong lòng mỗi người con gái đó. Con xem kìa, Lynette cũng đã nói như vậy. Chú nghĩ chắc con có thể yên tâm chứ. Cảm ơn chú. Anh không ngại đứng đây hóng gió với tôi một lát chứ? Không ngại đâu, ở đây yên tĩnh trò chuyện một lát cũng tốt. Con hãy nói xem, bao giờ mới mời ba má của tôi cùng với chú ăn bữa cơm đi? Chuyện tốt cũng không nên chậm trễ, hay là tuần sau nha. Nhưng mà ba má của tôi là thích ăn món quà, còn chú là thích ăn món Tây. Hay là như vậy nha, chúng ta chọn một chỗ ăn món hỗn hợp. Nếu mà làm như vậy thì không sợ không hợp khẩu vị họ rồi. Con người của anh tốt thiệt, đối với ai cũng thật là chu đáo. Tôi chỉ muốn ghi điểm trước mặt cô thôi. Thật ra những gì tôi nói với anh trước kia đều là lời thật lòng. Anh đúng là một người bạn đời rất lý tưởng. Vậy ý của cô tức là mặc dù là tôi tốt nhưng cô lại không thích tôi? Có phải vì Ellie lo không? Cô vẫn chưa quên được sao? Tôi rất là cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội để quên đi mối tình này. Thật ra tôi chưa từng gặp qua người đàn ông nào tốt như anh. Anh đúng là một người bạn đời rất là lý tưởng. Chính vì vậy cho nên tôi mới biết đối tượng kết hôn và người yêu là hai chuyện khác nhau. Chính vì anh cho nên tôi mới hiểu ra, thì ra tôi vẫn chưa quên được ảnh.
Chalkman, tôi không có ý làm tổn hại anh. Tôi thành thật xin lỗi. Cũng không thể nổi quá đau lòng, chỉ là đôi chút thất vọng thôi. Sorry. Có điều là chắc mà cô còn thất vọng. Tâm, tôi sẽ giải thích rõ ràng với chú. Đừng, để tôi đi giải thích cho. Má của cô là đại luật sư, cô đấu khẩu với chú ấy sẽ thua chắc. Để tôi nói với chú ấy cho. Vì cô biết tiếng quản của tôi không được tốt lắm. Tôi đi nói với chú ấy sẽ chậm rãi mà nghe tôi nói hết những gì mà tôi muốn nói với chú. Sau đó suy nghĩ xem tôi nói gì. Chú ấy muốn nổ súng liên thanh thì cũng không được rồi. Tới bây giờ anh vẫn còn lo lắng cho tôi. Cảm ơn anh, Chairman. Tôi cũng cảm ơn cô đã thật thà nói với tôi như vậy. Tuy rằng cô không có chọn tôi, nhưng mà trong miệng của cô đã nói ra tôi là một người đàn ông tốt thì cũng có thu hoạch rồi. Nhưng những lời này của cô nên chỉ nói với mình tôi thôi. Cô phải mạnh dạn lên, nói với người mình yêu thì mới có tác dụng được. Wow, sao mà đông vui quá vậy? Không ngại anh ngồi chung chứ? Anh Long tính tiền. Ba vị khách quý xin mời ngồi bên này. Có thiệt không? Tôi đến trước mà. Eo lê lo anh có một người thôi, đem về ăn đi. Mời ngồi, mời ngồi. Thêm tôi nữa chắc không chỉ có một người có thể ngồi chứ. Bác sĩ tài sắc, mời ngồi, mời ngồi. Thank you. Còn anh thích ngồi chung bàn thì ngồi đi. Làm phiền ba vị vào trong. Thank you. Đúng ra tôi muốn một đoạn đem tới cho anh, ai ngờ lại gặp được anh ở đây. Làm phiền cô hoài, tôi cũng ngại lắm. Có phải anh sợ gặp mặt tôi không? Anh sợ tôi không chống chế được bản thân mình chứ gì? Không sai, tôi thừa nhận vẫn còn tình cảm đối với anh, nên đêm đó tôi mới hôn anh. Chính vì vậy tôi biết rõ tôi đối với Chalkman không có dạng tình cảm này, nên tôi đã nói rõ với anh rồi. Liên đấy à? Anh hãy nghe tôi nói hết đã. Tôi biết tình cảm không miễn cưỡng được, cũng giống như tôi không thể miễn cưỡng đi thích Chalkman. Cho nên sau này tôi sẽ khống chế bản thân mình, không có làm ra chuyện khiến anh ngại nữa. Liên đấy à? Anh không cần cảm thấy gặp tôi là có áp lực gì, tại vì tôi đối với anh không có yêu cầu gì hết. Nếu anh cảm thấy không thể làm bạn nữa thì anh có thể nói thẳng với tôi để cho anh thấy thoải mái. Tôi có thể rời khỏi bất cứ lúc nào. Ơi, bây giờ ai cũng quay lưng lại với tôi. Nếu tôi mất luôn cả người bạn này, không thể đi uống trà sữa. Cái tên này nè, cho tôi uống nước cống cũng đâu có gì lạ. Cho nên được làm bạn với cô cũng tốt hơn. Căn cứ theo bệnh lý của Hà Vĩnh Cường khi còn sống, anh đã mắc phải chứng bệnh uất ức, thuộc về một căn bệnh tính tình. Người bệnh ngoài ra không ngừng bị sốt ruột và bị uất ức. Hai loại tính tình cực đoan này trái ngược với nhau, và hai loại tính tình này cũng không ngừng xuất hiện lặp đi lặp lại. Chị Hà Vĩnh Nhàn, chị có thể nói rõ khi em trai của chị là Hà Vĩnh Cường phát bệnh có biểu hiện như thế nào không? Khi nó uất ức, trông nó rất buồn, làm chuyện gì cũng như mất hết sức vậy. Tóm lại là cảm thấy mình rất là vô dụng, cảm thấy mình đã liên lụy người khác. Vậy anh có hành vi gì biểu hiện ra ngoài không? Nó không nói không rằng, tự nhốt mình vô trong phòng nằm ngủ, đôi khi mất ngủ núp ở trong đó khóc. Vậy khi mà anh sốt ruột thì sẽ ra sao? Nếu như kỳ nhẹ thì nó sẽ nhảy tưng tưng lên và nói rất nhiều chuyện. Thể lực thì rất mạnh mẽ, không cần ngủ thì cũng được. Nhưng nếu như nghiêm trọng thì nó sẽ rất quậy, rất táo bạo, có khi còn ném đồ và quét hết những đồ vật ở trên bàn xuống đất. Vậy anh có từng đánh người không? Không đâu,
Lúc đó táo bạo nhất cũng là dùng búa đập vô tường và đá cánh cửa. Nó chưa từng động thủ đánh hoài hết. Tôi xin thề, nó không hề có khuynh hướng bạo lực mà. Như vậy lần trước khi bị cảnh sát đánh đập ép cung, khi về đến nhà, anh có hành động biểu hiện gì hay không? Ban đầu không biết là chuyện gì. Tôi nhìn thấy trên người nó toàn là vết bầm, núp ở trong phòng mà khóc. Tôi hỏi nó sao nó cũng không thèm trả lời. Đợi đến sáng ngày thứ hai nó thức dậy, tâm trạng của nó đỡ hơn, rồi nó mới nói tôi nghe cảnh sát đổ quan cho nó bán ma túy đó. Bà Phan Tiểu Quỳnh, xin hỏi bà có quen biết với nạn nhân là Hà Vĩnh Cường không? Biết. Chúng tôi đã là hàng xóm hơn 20 năm. Tôi quen thân với cô Nhàn hơn. Còn với người em trai thì hơi xa lạ anh chút. Nhưng mà nó gặp tôi ở ngoài đường, nó cũng chào hỏi một tiếng. Vậy bà có biết nạn nhân mắc chứng bệnh quá ức hay không? Ban đầu tôi không biết. Nhưng mà tôi nhìn thấy nó, cả người như rất là bực bội, lại nổi nóng. Đôi khi dựng nhà lại rất là hoảng sợ. Sau này tôi với cô Nhàn tâm sự mới biết là nó mắc chứng bệnh này. Vậy bà có từng chứng kiến biểu hiện phát bệnh của ảnh ở ngoài đường hay không vậy? Có. Tôi đã từng chứng kiến nó nổi nóng. Nó dùng hết sức đấm vào bức tường, lại đá vào lan can, đá văng cả mấy cái thùng rác nữa đó. Lúc đó bà có phản ứng gì? Tôi sợ lắm. Nhưng mà tôi nhìn thấy khi nó đá văng cái thùng rác làm cho bác đứng bên cạnh bị thương, nó liền nói lời xin lỗi. Tuy là nó hơi bột chột, nhưng mà nó không làm ai bị thương. Cảm ơn bà. Căn cứ theo khẩu cung của hai nhân chứng trên, Hà Vĩnh Cường tuy rằng mắc chứng bệnh quốc ức, khi phát bệnh sẽ có một số hành vi rất là kịch liệt, nhưng mà anh chưa hề có khuynh hướng bạo lực hay là làm ai bị thương. Ngược lại, tôi rất nghi ngờ khẩu cung của cảnh sát Lương Bao Thăng. Sếp nói ảnh nổi điên lên và muốn giết chết Diệp Huy. Hà Vĩnh Cường cho dù có xảy ra tình trạng nghiêm trọng nhất của chứng quốc ức, cũng chỉ là đấm vào tường hay là đánh đá thứ gì đó để mà trút giận thôi. Anh chưa từng đánh ai hết. Giả lại đừng có quên rằng Hà Vĩnh Cường đã từng bị Lương Bao Thăng đánh đập và ép cung, nhưng mà cũng không vì vậy mà làm cho Hà Vĩnh Cường căm ghét cảnh sát. Lần thứ hai khi mà anh gặp Lương Bao Thăng, anh chọn con đường bỏ chạy chứ không phải là xông tới đánh Lương Bao Thăng. Thử hỏi sao ảnh khi không lại muốn đánh chết Diệp Huy chứ? Điều duy nhất có thể giải thích là Lương Bao Thăng ôm hận ở trong lòng vì Hà Vĩnh Cường từng khiếu nại mình đã đánh người, cho nên trong tình hình không cần thiết nổ súng đã nổ súng giết người.我不认失败，拜托，十三岁小孩太多，很想看我破坏，把握口，十三岁的squad到头来，结果还是一场空。谁说我不能自己来？成功用双手捡起来，掌握好的机会不多，这是我的秀，又干嘛不做？为什么自卑？干嘛要？